Xin chào quý vị khách hàng nha. Thì hôm nay em bắt đầu lên máy này về Nghệ An nha. Đây là một chiếc DC70G LED đẹp. Con này em chỉ có hạ bồn, làm sơ sơ thôi, không đụng gì hết á. Máy đẹp quá mà. Em nha, hôm nay có khách vào một lựa một con máy chạy nước nha anh em. Anh em, giờ để em quay sơ con chiếc máy chạy nước rồi nha. Chiếc này có biển số là 4045 ha. Đó. Máy DC70G. Cái này G0. Cái này là máy tinh ha. Động cơ nó đây nè. Động cơ mới chắc à. Mấy ốc sơn là màu mấy màu hết trơn ha. 1747 của Thái Blood ha. Đây, nhìn chân ở đây nha. Đây, cabin ở đây ha. Xích ở đây ha, đó, gần như mới luôn. Đây còn xích bên đây đây, đó, nó xấu bên kia xíu. Rồi cảm ơn. Đây, hôm nay máy này em đã tiến hành bắt đầu làm bảo dưỡng nha, đồ nó còn mới dữ lắm nha anh em. Đó, máy chất sơn rồi, hộp số ở đây ha. Để bắt đầu sẽ hạ bồn, con này thì lên bồn thứ bao cho khách. Máy chạy nước đầu máy chi hái chưa rửa rửa ra là bóng lắm nha anh em. Hôm nay nhìn là khác liền ha. Đây con máy này bên này cũng mới lên được cùng cứng bao đồ, mới đi làm xong cái bàn hứng luôn đó. Đang gáp vô lại cái hàm nha em. Buổi sáng hôm nay có khách vô đông lựa một con máy nha anh em. Đây đang lựa ha, DC70. Rồi đây là cái chỗ mà em làm bảo dưỡng miễn phí cho anh em đây ha. Thì anh em có mua bên em thì em sẽ làm bảo dưỡng miễn phí giống như mấy chiếc đó hay là đây ha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây, cho anh em dễ nhận diện nha.